Hey, what happened? Bánh da lợn không làm từ da lợn, nhưng nó làm từ muối, đường, nước cốt dừa, bột gạo, bột năng, bột nếp và lá dứa. Nhưng những thứ này chỉ dùng cho phần màu xanh thôi. Yên, các bạn phải đi đổ đỗ đã nhé. Bạn nhớ ngâm đỗ trước 1-2 tiếng là được rồi. Các bạn nhớ rửa sạch lá dứa, cắt nhỏ, đem đi xay rồi lọc lấy 200ml nước nhé. Nhớ đổ bột năng, bột gạo, bột nếp, đường, thìa muối, lá dứa, nước cốt dừa khuấy đều thành một hỗn hợp mịn nhé. Hãy bỏ qua phần màu xanh và đến với phần màu vàng nhé. Phần nguyên liệu của phần màu vàng gồm đỗ đã chín, đường, muối, bột năng, bột gạo, nước cốt dừa. Cho bột, muối, đường, nước cốt dừa vào một bát để đỗ rồi xay nhuyễn lên, ta được hỗn hợp xanh và vàng. Sau đó cho bột vào hấp, lớp màu xanh đầu tiên bạn sẽ để 6 phút cho chín rồi đổ tiếp lớp màu vàng. 6 phút sau lại đổ màu xanh, thế là xong bánh 3 tầng, nếu bạn muốn bánh 5 tầng thì cứ đổ xem kẽ. Bánh khi làm xong rất dai, giòn và mịn. Hơn nữa, nó còn rất ngon. Bánh này theo mình thấy khá dễ nên các bạn có thể làm được thành công đấy.